sự là đối với em thì một năm vừa rồi là biến cố rất nhiều, thay đổi như là cuộc sống của em, và nhiều cái đến đột ngột quá, nhưng mà nhiều lúc em vẫn chưa hình dung được mình đã được như thế này. Rất nhiều người đã động viên em rất nhiều, và câu lạc bộ thì hồi em mới lên đã thấy cảnh đã động viên em rất nhiều, còn có tập luyện nhắc nhở em trên tuyển thì như nào ra sao, sinh hoạt như nào, em cũng đã thấy em cũng nhắc nhở rất nhiều, và cũng vì thế mà em được như thế này. Đó là những lời tâm sự bộc bạch chân thực của Văn Toản về hành trình hơn một năm bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ở thời điểm này năm ngoái, cái tên Văn Toản còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngay cả một số cổ động viên Hải Phòng khi đó cũng tự mình đặt ra câu hỏi, chàng trai này là ai mà lên đội một sớm vậy? Chàng trai người Thủy Nguyên tự nhận mình là một người kiệm lời trước ống kính, nhưng trên sân cỏ, sự nhút nhát đó được thay bằng chất đam mê, máu lửa của một người con đất cảng. Trong mùa giải đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp, dù chưa hẳn là sự lựa chọn số 1 của Hải Phòng, song Văn Toản cũng đã có cho mình 14 trận bắt chính, tương đương bằng một nửa số trận đấu của đội chủ sân Lạch Tray tại V-League 2019. Và ở những lần được trao cơ hội, thủ thành sinh năm 1999 để lại không ít dấu ấn với sải tay dài ấn tượng cùng khả năng bắt penalty khá tốt. Những màn trình diễn tự tin ở tuổi đôi 10 giúp Văn Toản lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở giải đấu đầu tiên mà Toản tham dự ở cấp độ đội tuyển quốc gia là vòng chung kết U23 châu Á và King's Cup, thủ thành trẻ tuổi này chỉ đóng vai trò dự bị cho hai người đàn anh là Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, với một cầu thủ trẻ như Văn Toản, đôi khi việc lên tập luyện cùng các anh lớn, những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam và hơn hết là sự chỉ bảo của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là những thứ đáng quý mà không phải ai cũng có được. Sự nỗ lực, kiên trì trong tập luyện thi đấu giúp Văn Toản trở thành sự lựa chọn thường xuyên của lứa U22 Việt Nam trong mỗi đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games. Bước ngoặt đã tới tại Bacolod khi Văn Toản trở thành sự lựa chọn yêu thích của thầy Park cho vị trí người gác đền của U22 Việt Nam với 4 trên 6 trận xuất phát ở đội hình chính. Đặc biệt, dấu ấn đậm nét của Văn Toản được thể hiện rõ nhất ở hai trận bán kết và chung kết của U22 Việt Nam. Ở trận đấu với Campuchia, Văn Toản xuất sắc cản phá pha đá penalty của cầu thủ đội bạn. Tới màn so tài quyết định với U22 Indonesia, những pha ra vào dứt khoát của Văn Toản là điểm tựa để hàng thủ của chúng ta có một trận đấu tuyệt hay, phong tỏa mọi đường tấn công từ phía đối phương. Huy chương vàng SEA Games lịch sử là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả tập thể U22 Việt Nam nói chung và cả thủ thành người Thủy Nguyên nói riêng. Gác lại chiến tích vinh quang, Văn Toản tiếp tục hành trình của mình cùng đội bóng quê hương khi cùng Hải Phòng chuẩn bị cho mùa giải 2020. Với việc Phan Đình Vũ Hải đã chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, Văn Toản được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ dự đoán sẽ là thủ thành số 1 của Hải Phòng. Tôi nghĩ là Văn Toản sẽ là điểm tựa đấy. Văn Toản sẽ là điểm tựa cho đội Hải Phòng, bởi vì bản chất Văn Toản là cầu thủ đào tạo từ Hải Phòng và cái gốc là từ người Hải Phòng. Người Hải Phòng đá thì rất bản lĩnh, cầu thủ Hải Phòng bản lĩnh lắm. Có điều là họ không được đào tạo thôi. Chứ còn Văn Toản là một cầu thủ được đào tạo bài bản, có trình độ. Thì tôi nghĩ rằng là ở cấp độ câu lạc bộ thì đá V-League thì cái tâm lý của anh ta sẽ khác. Và hơn nữa là anh ta đã có màn trình diễn ở SEA Games tương đối là thành công. Tất nhiên nó cũng vẫn có những lỗi lầm đấy. Lỗi lầm đấy là do là còn trẻ, khi tham gia một cái trận đấu lớn thì nhiều khi còn bị trục trặc. Nhưng sau khi trục trặc đấy thì đã lấy lại được phong độ. Thì tôi nghĩ rằng là ở V-League anh ta năm nay sẽ thể hiện, sẽ là một mùa giải tuyệt vời đối với Văn Toản. Mọi thứ dường như đang ủng hộ Văn Toản cho một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Song việc từng phải đánh đổi cả sự nghiệp, thậm chí suýt nói lời chia tay bóng đá trong quá khứ, giúp cho Văn Toản trưởng thành nhiều hơn so với độ tuổi ngoài 20 của mình. Bóng đá là sự cạnh tranh song phẳng mà ở đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải cố gắng từng ngày. Với Văn Toản, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chỉ có sự nỗ lực cải thiện bản thân mới là điều kiện vững chắc giúp anh có sự ổn định bền lâu. Giờ thì em chưa có những cái chưa muốn những nhiều cải thiện, bởi vì mình còn trẻ nữa, mình còn phải tập luyện nhiều nữa, học hỏi rất nhiều. Và đương nhiên em phải trẻ, em còn phải cố gắng rất nhiều và chăm chỉ tu luyện để tiếp tục được mình bắt lên. Em là mình có tham vọng, nhưng mà đầu tiên mình phải tập luyện chăm chỉ cho tốt, rồi mình mới nghĩ được đến như vậy. Bây giờ em nghĩ là tầm tụi em là em vẫn còn phải học hỏi và tập luyện rất nhiều. Là một trong những người Hải Phòng hiếm hoi của câu lạc bộ, Văn Toản đủ để cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ với đội bóng con cưng là lớn như thế nào. Trong bối cảnh trẻ hóa đội hình như hiện nay,
gánh nặng và áp lực về thành tích đặt trên đôi vai của Văn Toản là không hề nhỏ. Không ít người hâm mộ trung lập kỳ vọng sau những gì đạt được, Văn Toản sẽ nắm lấy thời cơ để khẳng định bản thân và có một vị trí vững chắc trên đội tuyển Việt Nam. Nhưng với cổ động viên Hải Phòng, việc được thấy anh chơi bóng và cống hiến hơn 100% phong độ cho đội bóng quê hương thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.